Thông thường các bạn hay nói về chi phí điện, chi phí nước và chi phí văn phòng phẩm. Câu hỏi đặt ra luôn nha là chi phí điện, chi phí nước, chi phí văn phòng phẩm. Các bạn chỉ tiết kiệm được bao nhiêu? Nước và điện là cái mà quý anh chị có thể nhắm đến để quý anh chị có thể cải thiện được nó về mặt chi phí. Tuy nhiên văn phòng phẩm mặc dù là ghi lên đây nhưng tôi cũng nói thẳng với trải nghiệm. Cải thiện, tức giả sử quý anh chị dùng nhé, giấy một mặt bây giờ sử dụng lại mặt kia, sử dụng tiết kiệm đi, bút chì, bút bích hay là bút gì phải xài hết rồi lúc đó mới xài cây mới. Tất cả những cái chi phí của văn phòng phẩm như vậy. Thực ra khi mà kêu gọi nhân viên chủ yếu là để cho người ta tăng nhận thức về tiết kiệm. Chứ còn về mặt giá trị tiền thực tế tiết kiệm được bao nhiêu thì gần giống như nó không lớn. Nhưng mà ít nhất cái đó là cái người ta hàng ngày tạo cho người ta cái ý thức là cần phải tiết kiệm. Liên quan đến cái phần mà chi phí hoạt động là về sửa chữa bảo trì. Ở đây chúng mình không có nói đến mua sắm mà mua sắm nó là vấn đề là mua sắm tài sản thì nó sẽ có những cái loại là mua sắm tài sản cố định thì gần như tôi nghĩ rằng trong thời gian này chúng ta tiết kiệm tiền cho nên ít bao giờ chúng ta đụng đến cái mạng đó. Chúng ta có thể mua sắm công cụ nhưng mà cũng là cần phải cân nhắc cái việc đó. Vấn đề sửa chữa và bảo trì thì cái mà tôi hay đi đến các nhà máy và tôi hay nhìn thấy đấy là quý anh chị cái kho mà kho gọi là kho công cụ dụng cụ kho bảo trì luôn luôn là cái nỗi nhức đầu của quý anh chị. Và thực ra chúng mình tiết tiền ở trên đó rất nhiều. Giả sử có nhiều cái mặt hàng mà tôi đã từng trải nghiệm đi huấn luyện cho công ty, quý anh chị thử tưởng tượng người ta giữ ở trong kho của mình đấy những cái vật dụng mà không ai biết nó là cái gì cả. Ngay cả giám đốc công ty gọi đến hỏi anh có biết cái này là cái gì không, không biết, hỏi ông trưởng phòng kỹ thuật cũng không biết, hỏi ông ai đi của công ty. Mà người ta vẫn giữ cái đó ở trong kho của nhà mình. Tức là nếu quý anh chị thực hiện 5S, nhiều người bảo là 5S là vứt đi thì tốn tiền, nhưng mà thật ra quý anh chị nghĩ rằng tôi là người dân học 5S ở nước ngoài, tôi về tôi áp dụng vào Việt Nam và tôi thấy rằng là mới ban đầu mình nghĩ là nó tốn tiền nhưng thực ra chi phí của chúng mình tốn ở trong đó về mặt tiền tiết kiệm của 5S không phải là về mặt cơ sở vật chất mà vấn đề đây là thời gian chờ, phí chờ để lấy cái đó, thời gian đó là cái việc cái vật dụng nó có sẵn sàng cho cái sự kiện này không. Thì nguyên cái việc đấy nếu mà quy ra chi phí ẩn thì đấy là tiền rồi ạ. Thế thì chi phí bảo trì ở đây tôi chỉ không nói không là bỏ tiền chi phí bảo trì ít ít hay nhiều nó tùy thuộc vào cái yêu cầu của máy móc và của thiết bị của chúng mình. À, nhưng mà chúng mình có cái chế độ để mà thực hiện cái bảo trì này một cách hoàn chỉnh. Cái thứ hai nữa là chúng mình thực hiện 5S ở trong cái cơ chế của chúng trong chỗ hoạt động của chúng mình về kho bảo dưỡng bảo trì. Thì như vậy các anh chị sẽ tiết kiệm được chi phí về mặt chờ, chi phí về mặt bực bội, chi phí về mặt gọi là gì không hòa thuận với nhau khi làm việc. Những cái chi phí đó có thể quy ra thành tiền. Nếu quý anh chị quy ra là một viên thuốc nhức đầu là bao nhiêu tiền mà một một gọi là gì để chữa một cái cơn bực mình của một nhân viên thì là mất bao nhiêu tiền thì quý anh chị có thể tính ra được. Thì cái chi phí này là nó không phải là chi phí thực tế về mặt gọi là tính ra tiền ngay lập tức nhưng mà nó sẽ có giá trị lâu dài. Như vậy xét về mặt chi phí hoạt động đó bạn sẽ có chi phí điện, chi phí nước, chi phí văn phòng phẩm, chi phí sửa chữa và chi phí bảo trì. Thì tiết kiệm được bao nhiêu cái đó là do quý chị tính toán nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là quý chị tạo cho nhân viên cái ý thức về mặt tiết kiệm, ý thức về mặt làm thế nào để sử dụng cái đó được tốt. Và nếu quý chị chỉ sửa chữa và bảo trì được gọi là hoàn chỉnh thì máy móc của quý chị cái việc mà gọi là hư hỏng hoặc là shutdown có nghĩa là nó bị dừng máy có thể nó sẽ ít đi. Tôi đã từng đến một số cái nhà máy ở nước ngoài và có nhiều khi những cái máy đó nó bằng tuổi tôi rồi, tức là năm mươi mấy tuổi rồi ạ, nhưng mà nó vẫn còn hoạt động được. Thế thì nghiên cứu và hỏi ra người ta tại sao làm như thế, người ta là do chế độ bảo trì và bảo dưỡng của họ tốt chứ không phải là do là cái máy đó nó xịn. Cho nên ở công cụ dụng cụ ở dưới nhà máy của chúng mình tôi thấy rất 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 nhiều cái công cụ và dụng cụ hoặc là máy móc của thiết bị quý chị bảo trì và sửa chữa của nó hoặc là quý chị chăm sóc nó hàng ngày chưa được tốt thì đấy là cái mà nhân viên của chúng mình có thể làm hàng ngày để cho họ tăng cái nhận thức và tăng cái hiệu quả công việc của họ. Lưu ý khi thực hiện, dạ xin thưa, giảm chi phí không có nghĩa là không chi, đúng không ạ? Nếu mà không chi thì xin thưa là không thể nào có trong đầu tư trong tương lai.
Quý anh chị cứ nhớ hồi mà mình còn nhỏ đó, bố mình có làm gì ra tiền không? Không. Nhưng mà bố mẹ có chi tiền cho mình để mình học không? Có. Vậy thì rõ ràng chưa làm ra tiền nhưng chi chi rất nhiều nữa kìa. Để chi? Để cho tương lai. Nhưng mà mình phải cân đối giữa hiện tại và tương lai, cho nên đừng có nói giảm chi phí không có nghĩa là không chi. Tuy nhiên cái chi cái gì, chi chọn lọc là chuyện của quý anh chị, cần phải thực hiện việc này. Nên nhớ cho mình về cái việc này. Nhưng mà tuy nhiên là tôi cũng có khi mà nói, khi mà liên quan đến chi, mà liên quan đến cái phần mềm á, tôi cũng nói với quý anh chị một điều. Rất nhiều công ty áp dụng phần mềm xong cuối cùng khóc ròng như nó. Bây giờ tôi vừa mới đi làm tư vấn cho một hai công ty về áp dụng phần mềm. Cái điều mà quý anh chị gọi là chi tiền để gọi là trong tương lai em giảm bớt chi phí, rồi trong tương lai em tăng hiệu suất lao động của em lên, rồi em thông tin của em thông suốt chấm chấm, mục đích thì hiểu. Nhưng bản thân quý anh chị không biết mình cần cái gì khi mà đưa ra yêu cầu đối với cái công ty phần mềm. Cho nên quý anh chị phải hiểu rõ mình cần cái gì, thì lúc đó cái chi của mình nó mới chính xác, tức là cái yêu cầu của mình đối với người ta mới chính xác. Thì cái đó nó không chỉ áp dụng cho phần mềm, cho tất cả mọi chuyện. Khi mà làm đều phải hỏi là tôi chi cái này thì được cái gì, tại sao tôi cần phải chi cái này, và chi cái này để được cái gì. Cái đã, mình phải rõ được cái mục đích, xin lỗi, cái hình ảnh mà mình muốn có trong tương lai. Mình không rõ thì chưa chắc mình đã làm được tốt. Cái này là một thói quen ở trong chỗ 7 Habits của Franklin Covey, của cái ông Covey, ông nói với các bạn là phải biết đích đến á, tức là phải biết cái hình ảnh mà mình cần có trong tương lai, thì khi đó mình chuẩn bị cho nó, mình thực hiện nó, thì lúc đó mình biết mình chi cho nó là có nên hay không nên. Thế là đưa tiết kiệm thành văn hóa. Cái văn hóa là cái gì thì cái đề tài này là thầy Trung nói chuyện với các bạn, nhưng tôi chỉ nói một cách vô cùng nôm na mà dễ hiểu. Và tôi hay nói được rằng là đối với tôi văn hóa là một bộ hành xử của sếp, giống như văn hóa của gia đình là gì, đó là bộ hành xử của bố mẹ ông bà. Văn hóa của một nhóm, một tổ ở trong trong xưởng của anh chị là gì, đấy là bộ hành xử của ông tổ trưởng và ông tổ phó đối với nhân viên. Cái văn hóa của dưới sản xuất là gì, là cái bộ hành xử của giám đốc phân xưởng, của các anh trưởng ca, anh phó ca đối với lại nhân viên của mình. Thế thì đưa tiết kiệm thành văn hóa là gì, cái đó là mình phải hành xử, tức là các anh các chị cũng phải hành xử để có việc này. Tôi không thích cái chữ làm gương, nhưng mà quý anh chị phải đưa cái đó thành văn hóa, tức là muốn muốn thành văn hóa thì quý anh chị phải trở thành thói quen cái đã. Nhưng mà xin thưa, để trở thành thói quen chúng mình phải lặp đi lặp lại cái hành vi đó bao nhiêu lần ạ? Quý anh chị đọc sách rồi, giờ xin thưa 20 cho đến 30 lần tùy ngộ tính. Như vậy thì quý anh chị muốn tạo cái gì thành thói quen, xin thưa cho chuyện là mất 1 tháng 2 tháng là bình thường, cho nên không thể nào nóng vội. Và cái điều này nó liên quan đến cái điều hồi nãy anh Lan có nói với quý anh chị rằng là thực hiện một việc gì đó, áp dụng một việc gì đó cần phải làm theo đúng quy trình và phải làm chậm mà chắc, để chi, để nó đi vào thành thói quen của mình, để trở thành cái văn hóa, thì khi đó quý vị không cần nhắc nhở người ta bằng thực hiện. Tôi nói chung về văn hóa và tiết kiệm là như vậy. Kế tiếp là mệnh lệnh hành chính không có tác dụng đâu. Trong tiết kiệm mà quý anh chị bảo là xuống đi xuống bảo chứ tiết kiệm đi, quý anh chị tìm cách ra tiết kiệm đi, hoặc là không tiết kiệm thì bị phạt bao nhiêu đó. Mình mà thấy các bạn, thí dụ giám đốc đi xuống bảo tôi mà thấy anh phí cái này thì phạt cho anh bao nhiêu tiền chấm chấm, nó sẽ không có tác dụng lâu dài, tại vì nó chỉ làm cho người ta cảm thấy sợ và người ta thù ghét với cái chuyện tiết kiệm chi phí. Bắt đầu từ cái nhỏ nhất ạ, tức là quý anh chị tiết kiệm cái gì đó trên cái phần mà gọi là nhỏ nhất, là có giống như tôi bảo là quý chị nghiên cứu làm sao mà để thao tác của quý chị thuần thục nhất, tốt nhất, thì lúc đó có thể tiết kiệm chi phí. Quý chị sẽ bắt đầu bằng những cái việc rất đơn giản, ví dụ như hội họp. Quý chị sẽ bắt đầu bằng 5S. 5S đừng có thể rằng quý chị không thể thực hiện được ngay, nhưng mà quý chị sẽ làm từ từ đó, nhưng mà bắt đầu từ những cái việc rất nhỏ và làm hàng ngày. Và chú ý đến một thứ nữa là lãng phí thời gian. Nghĩa là sao ạ? Nghĩa là như vậy, cái thời gian ở trong nhà của mình thì ai cũng có 24 tiếng đồng hồ, và công ty nào cũng có 24 tiếng đồng hồ một ngày, cái đó không kéo giãn ra được. Thế thì nếu mà cái chi phí ở trong công ty của chúng mình mà lớn, mà chúng mình sẽ để ý đó là chi phí chờ chờ, nên giả sử quý anh chị chờ thông tin nè, chờ truy lục một cái file nè, chờ quý anh chị cung cấp một cái thông tin gì đó để cho ra quyết định mà không không có không truy xuất được ngay, thì lúc đó là lãng phí thời gian rất là lớn.
cái việc này là việc mà chúng mình phải để ý và cái này có thể làm được. Và cuối cùng khi mà chúng tôi nói đến chuyện chi ở trong công ty thì tôi cũng nhắc đến một thứ như vậy. Quý chị ở dưới sản xuất luôn luôn có một nỗi đau mà tôi bảo là nỗi đau ngọt ngào, nhưng nhiều người bảo là đấy là nỗi đau cay đắng thì sao gọi là ngọt ngào. Bởi vì quý chị dưới sản xuất bây giờ mà bảo tiết kiệm đi, xin thưa quý chị, tiết kiệm được 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu, 7 triệu, 100 triệu. Tôi có nhiều người bảo với tôi là thầy ơi, em tiết kiệm được bằng đấy hả? Em muốn chảy máu mắt luôn á. Cái chuyện đó là thực tế ở dưới sản xuất. Nhưng mà các bạn nhìn sang bên cạnh, đôi khi các bạn cảm thấy chặn lòng. Chặn lòng là sao? Marketing không biết họ quất cái gì đó. Cố đi được cái 8 tỷ, 10 tỷ. Tự nhiên cái mình ngồi mình thấy sao ạ? Trời ơi, cả một cái hệ thống dưới sản xuất cày lưng ra tiết kiệm được 100 triệu, bên kia chúng nó đốt một cú lên hết 8 tỷ mà không biết có kết quả hay không. Đôi khi cái đó khiến cho mình cảm thấy nản lòng. Và cái chuyện đó chuyện có thật, tôi làm nhiều công ty và tôi thấy mỗi lần xuống nói với sản xuất là bao giờ sản xuất cũng nói anh thấy không, sale nó chạy cái chương trình đó quất một cú hết 8 tỷ, em làm một tháng đôi khi tiết kiệm được 200 triệu, mà cả đám bày nhau ra mắng nhau rồi họp hành đủ thứ để làm thứ đó. Nhưng mà xin thưa, đấy là tính chất của công việc và cái khoản chi của họ ở những cái cấp độ khác nhau. Chúng mình đôi khi so sánh như vậy thì tôi không nói với các bạn là không nên, tại vì cái đó là tâm lý của con người mà. Nhưng mà so sánh như thế nó không có tác dụng gì cả. Thực tế là như vậy thì thôi, thì về mặt nguyên tắc chúng mình nghĩ rằng đó là chuyện của họ, tôi chỉ tác động đến cái gì tôi có thể làm được. Thì đấy là cái điều mà chúng ta có thể nói với nhân viên để họ cảm thấy cái việc đó là việc sát thường, đấy là cái việc họ có thể thực hiện được. Và tôi nghĩ rằng cái quý anh chị có thể thực hiện được tất cả những cái việc làm gọi là tiết giảm chi phí trong cái khả năng của mình. Tuy nhiên tôi nói với quý anh chị điều đó không phải dễ dàng. Một điều nữa là quý anh chị cần phải, các giám đốc sản xuất cần phải thấm nhận về mặt tài chính, tức là mình phải là người chủ động trên cái việc mà kiểm soát tài chính, chứ không phải đợi đến khi kế toán họ đưa ra cho mình con số xong họ nói với mình là cần phải giảm cái này, cần phải giảm cái kia. Bởi vì khi kế toán đưa ra con số thì cái đó có nghĩa là đã xảy ra rồi, và gần như chúng mình chỉ cần gọi là chữa cháy cho cái việc đó thôi. Cho nên các chị phải cần nắm rõ về mặt tài chính. Và tôi nghĩ quý anh chị đi học và giám đốc sản xuất thì bao giờ cũng có một cái môn quý chị cần phải được giới thiệu thêm, đấy chính là tài chính cho người không phải là tài chính, tức là tài chính cho người không chuyên. Quý chị nắm chắc cái đó, không cần học cái toán nhưng mà học chắc chắn về tài chính thì quý chị có thể thực hiện được cái việc tiết kiệm trong chỗ công ty của mình. Chúc quý chị thành công ạ.